Chào mừng tất cả cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Phạm quay trở lại với tất cả mọi người thì bên em tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó chính là cái mẫu bơm cao áp, cái hàng sản xuất xuất khẩu Nhật như này, cái hàng made in Japan này. Và trước khi đi chi tiết về mẫu mã về ngày hôm nay thì Quỳnh Phạm sẽ lên cho bác xả gì ạ? Xả thanh lý một cái dòng sản phẩm hàng này, hàng bom ở trên sàn các bác nhá. Đơn hàng này của bác này ở Thủ Thừa Long An có tên là Kha Nguyễn. Đấy, và xả cho các bác luôn, xả vía xả đen luôn cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? Bác nào nhanh thì được nhá. 499.000 cho em cái mẫu dòng sản phẩm này. Đây các nhìn nha, hàng trả đây, hàng hoàn đây. Đó, em xả vía các bác luôn nha. Bác nào nhanh tay được có duy nhất một suất thôi. Dạ vâng, quay trở lại buổi video chính của ngày hôm nay, đó chính là về hàng rất là nhiều cái dòng sản phẩm bơm cao áp, cái hàng sản phẩm xuất khẩu Nhật này. Hàng này hàng thương hiệu con hổ các bác nhá. Đấy, mọi người nhìn kỹ giúp em. Nó có một cái bao bì màu vàng này. Đó, vàng kết hợp với đỏ và có một cái thân bơm như này. Thân bơm này, chân của nó toàn bộ chân cánh bướm rất là bền. Hàng này ngày hôm nay về kho số lượng tận tất cả là 250 cái cho em. Và hàng này của nó có cái bao bì màu vàng rất là bắt mắt. Và các bác lưu ý, nhận hàng chính hãng bên em phải có gì ạ? Phải có logo con hổ như này và có chữ Made in Japan. Đó, hàng này hàng sản xuất trên công nghệ của Nhật. Đó, cho nên là rất là bền các bác nhá. Đó, và bên trong của nó chúng ta sẽ cùng em đi khui ra các bác này. Bên trong của nó phụ kiện đầy đủ cho em. Đây các nhìn kỹ cho em, gồm một gì ạ? Gồm một tay, đây là tay ở cầm ở trên các bác nhá. Và tiếp theo hộp phụ kiện của nó sẽ nằm ở trong chiếc hộp này. Đây mọi người nhìn kỹ cho em, hộp phụ kiện này mọi người này, sách hướng dẫn lắp đặt này các bác này, đầy đủ phụ kiện đi kèm cho mọi người luôn. Giá của nó chỉ có hơn 800.000 thôi. Đó, các bác quan tâm trực tiếp với dòng sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với shop nhá. Và em nói luôn, cái hàng bơm này bơm rất là nhẹ và rất là bền luôn các bác ạ. Đó, toàn bộ đồng hồ của nó, đồng hồ gì ạ? Em nói luôn này, toàn bộ hàng bơm tay này, đồng hồ của nó là đồng hồ to, mặt đồng hồ to. Đó, đồng hồ to và lọc ẩm to cho em. Đây các nhìn kỹ này, đồng hồ to cho em, đồng hồ trắng như này các bác nhá. Và ở bên trong đồng hồ đều có dầu. Đó, cái dầu này có chức năng làm gì? Không, làm oxy hóa cái chiếc kim này, dùng rất là bền theo thời gian luôn. Đấy, mặt đồng hồ to cho em, mặt đồng hồ trắng nhá. Chúng ta dùng ở trong ban đêm hoặc là dùng như những cái khu vực mà ít ánh sáng ấy, nhìn rất là rõ ràng và sắc nét các bác nhá. Đây, chúng ta sẽ đi chi tiết về thân bơm cho em. Đấy, cái thân bơm của nó cho các bác xem chi tiết luôn này. Đây các bác nhìn kỹ cho em nhá. Toàn bộ thân bơm của nó làm sao ạ? Tất cả chất liệu của nó không han gì các bác nhá. Hàng cao cấp cho em, không bao giờ han gì thân này các bác nhá. Riêng dòng thân bơm cho em. Và tất cả đế của nó nguyên khối như này các bác này. Tất cả hàng này là hàng đế nguyên khối cho em. Và chân của nó là chân cánh bướm. Đó mọi người nhìn kỹ cho em. Hàng này hàng chân cánh bướm, dùng rất là bền. Đó, và các bác, chúng ta khi chúng ta bơm, chúng ta đạp chân đây, chúng ta dẫm xuống, nó rất là có lực cho đôi chân của chúng ta nha. Bơm rất là nhẹ, bơm này, khỏe bơm này. Và cái thứ hai là bơm rất là nhanh đầy các bác nhá. Đó, và cái hàng này của nó, các bác nhìn kỹ, tất cả trên bơm phải có logo con hổ và có chữ Made in Japan như thế này mới là hàng chuẩn cho em các bác nhá. Tất cả hàng này sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản hết. Đó, cho nên bơm của nó rất là cao cấp luôn các bác nhá. Đó, và tất cả cái hàng này gì ạ? Cái củ này toàn bộ là củ nguyên khối nhá. Đó, dưới cái này toàn bộ là nguyên khối như này. Đó, và cái toàn bộ những cái ốc này, những cái gen chốt này toàn bộ là đồng tiện hết, đồng nguyên khối hết, các bác nhìn kỹ cho em. Đó, hàng xịn sò cho em, giá của nó chỉ có hơn 800.000 thôi. Thân bơm bảo hành các bác, không bao giờ han gì luôn. Và ti bơm của nó toàn bộ bằng gì ạ? Bằng toàn bộ là thép cao cấp cho em, không han gì luôn nha các bác nhá. Đây các bác xem phụ kiện bên trong này. Hàng này của nó là đầu lọc ẩm to cho em. Đây cho các bác xem luôn nhá. Toàn bộ hàng này đầu lọc ẩm to cho em, các bác nhìn kỹ cho em. Đấy, so với cổ tay của em Quỳnh là biết này các bác này, khá chi là to luôn. Cái đầu lọc ẩm to khi mà sử dụng ở cái môi trường và không khí ở Việt Nam này, không khí ẩm ướt bốn mùa này dùng rất là hợp lý luôn. Thứ nhất đầu lọc ẩm to giúp các bác chúng ta lọc khí rất là tốt nhá. Và cái dây này của nó toàn bộ là dây này các bác nhìn này, nó có cả một cái đường bọc ở bên ngoài này, đó chống đứt chống gãy dây. Đấy, chúng ta nhìn thấy không ạ? Đó, và cái hàng này của nó các bác nhìn kỹ nhá, bao gồm phụ kiện đi kèm sẽ gồm theo gì ạ? Bộ lọc ẩm như này. Bộ lọc ẩm này nó sẽ có hai loại. Một loại đầu lọc ẩm to để chúng ta đặt vào đây. Và trên đầu này đều có cái nút nhỏ hơn để chúng ta đặt vào hai tầng lọc ẩm cho em. Đây là túi lọc ẩm đi kèm này. Tiếp theo đây là lọ dầu cha này, cha bơm này. Đó, và cờ lê đi kèm cho mọi người luôn này, cờ lê đa năng này. Và tiếp theo nữa là đây là gì đấy ạ? Đây là dung sim cho em nhá, đầy đủ dung sim đi kèm bơm cho em. Hàng này hàng cao cấp cho em, giá chỉ hơn 800.000 thôi. Các bác đang quan tâm dòng sản phẩm bên shop Quỳnh Phạm đang quảng cáo, các bác có thể liên hệ trực tiếp với shop nha. Và giá ngày hôm nay sẽ để các bác giá ưu ái tại buổi video này và bao ship về tận nhà luôn. Các bác lưu ý, hàng bơm rất là đẹp như này. Đó, các bác cần đến dòng sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với em nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video. Chúc các bác chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào tất cả mọi người, hẹn các bác những buổi video sau nhé.